Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Meridian Shadow sử dụng cấu hình rất là cao cấp Tiagra. Vâng, một cấu hình rất là cao cấp của bên em, rất ít khi về đấy. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, chiếc xe có màu xanh, xanh trắng các bác nhé. Đây, màu bạc thì đúng hơn. Vâng, xanh bạc chữ Merida, à chữ Sarao đây, màu trắng đầu tiên khung xe Merida. Vâng, và về thương hiệu Merida thì bán rất chạy tại cửa hàng em rồi. Gần đây em về rất nhiều chiếc xe Merida như này, là thường rất được các bác sử dụng xe ưa thích đây. Là những bác chuyên chuyên nghiệp hay là nghiệp dư đều sử dụng những dòng Merida này, sử rất chắc chắn xe. Vâng, bộ khung đây, hình thức chiếc xe em đánh giá trên 90%, còn khá là đẹp. Đây, rất là bóng các bác nhé. Đây, củ đề Shimano Tiara đây. Đùi đĩa nhôm. Và đây là cái bọc yên theo xe cho êm mông các bác nhé. Các bác không thích có thể tháo ra. Yên bên trong thì cũng còn khá là mới đây. Các bác có thể tháo ra nếu các bác không thích cái yên này. Em nghĩ là để lại rất là êm mông. Vâng, và xe sử dụng bộ phanh 3 mảnh cũng của Shimano. Vâng. Giá đựng nước theo xe. Merida Shadow các bác nhé. Các bác có thể lên Google để search thêm về thương hiệu chiếc xe này. Một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Có lẽ đây là chiếc Merida Shadow đầu tiên về tại cửa hàng bên em. Hình thức thì rất là mới, cấu hình cao cấp. Vâng, và xe sử dụng bộ tay lắc Shimano Tiara nguyên bản đây. Bên này bên đĩa. Vâng. Xe được nâng cấp dây dù các bác nhé, rất rất khó đứt. Vâng, rất là bền. Người chủ cho nâng cấp lên dây này. Vâng, và càng đây, càng cũng rất là mới, hầu như không một vết xước. Đây, thông số lốp em sẽ quay các bác xem 700 nhân 23C. Mayer bạc đạn. Đây. Mayer bạc đạn đây. Đây là logo hãng theo xe. Chữ M. Merida. Vâng, bây giờ sẽ soi qua cấu hình của xe. Vâng, và xe sử dụng bộ cấu hình 2, 4, 6, 8, 9, 9 lít. Hai đĩa cho xe 18 tốc độ. Vâng, xích và lít thì còn rất là mới đây. Các bạn có thể thấy.
Bây giờ em làm việc bây giờ phải nhìn xe. Vâng, bây giờ sẽ test chuyển động lên lít. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra các bác nhé, may ơi bạc đạn. Vâng, chuyển động rất là tốt, xích và lip này rất là mới đây. Đúng lip chuyển động rất là trơn tru mượt đây. Súng đĩa, gạt đĩa của tia ra luôn các bác, không lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt, bánh quay rất là bon, mê bạc đạo. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc Meria Shadow sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiara. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kia Xe Đạp với mức giá 8 triệu rưỡi, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất mà em đã chụp chiếc xe này. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.